Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định 12 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 có hiệu lực từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo đó, thời hạn gia hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng là từ 3 đến 6 tháng. Các doanh nghiệp tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng, phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý 1, quý 2, kỳ tính thuế năm 2023 của doanh nghiệp tổ chức, thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tài khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2023.